Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với vlog về xe tiếp theo của mình. Thì như kiểu anh em vừa đã xem phần intro rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là đi vào chi tiết những cái món đồ đã được lên ở cái chiếc xe này. Thì mình tạm gọi con này là con X-Men gao đỏ anh em nhá. Đấy. Thì hôm nay đi họp thì bắt gặp một thằng em nó có cái xe kiểu nổi bật quá mà độ khá là nhiều đồ. Cho nên là mình muốn quay video để giới thiệu và gọi là cho em nó lên sóng tí nhỉ. Giới thiệu với anh em ngồi bốc phét với anh em tí. Đấy, chém gió anh em tí. Thì có gì anh em không đúng hay là như thế nào thì anh em đừng gạch đá nhá. Gạch đá là không làm video đâu. Ok. Thì Đầu tiên chúng ta có thể thấy đây là một chiếc X-Men được khoác lên mình một cái lớp áo, gọi là đây là một em ấy đã dán một bộ đề can đỏ anh em nhá. Đấy, phun tất cả các chi tiết đỏ luôn anh em à. Đấy, phun tất cả các chi tiết đỏ luôn này. Đấy này, đây là phun chi tiết đỏ này. Đấy, chi tiết đỏ này anh em này. Đấy. Từ ốp gắp này, ốp cốp này, ốp bình điện này, rè trước này, mặt nạ này, cánh gió này. Đấy, tất cả đều được lên màu đỏ anh em nhá. Đó, nhìn rất là nổi bật luôn. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi từ dàn chân trước. Dàn chân trước ở đây chúng ta đập ngay mắt, chúng ta đã chính làm một cái lốp Sobek. Đây anh em, lốp Sobek size 90 này. Đó. Mâm thì là mâm zin đã được em ấy sơn lại và đi theo cái kiểu mà đây có mấy nhỉ, đôi 4 6 6 chấu. 6 chấu thì em ấy đi kiểu ba đỏ ba đen anh em nhá. Đấy, ba đỏ ba đen này. Đó, phuộc thì là phuộc zin, phuộc này phuộc Osaka anh em nhá. Phuộc Osaka. Rồi. Xong bên này đi. Xong bên này thì chúng ta có gì? Chúng ta có đĩa này là đĩa zin anh em ạ. Đấy, đĩa zin lòng đỏ. Heo thì vẫn là heo của Osaka thôi, đi theo thương hiệu thôi. Đấy. À, dây dầu thì là dây dầu xám anh em này. Đấy, dây dầu xám này. Rồi. Lên trên này một chút thì chúng ta có gì? Phần đèn chiếu sáng. Phần đèn chính của nó đã được em mê gọi là trà cho mất cái độ trong của cái phần chóa rồi em nhá. Đấy. Dán vào đây là một cái kiểu cái đôi răng nanh. Đấy, đôi răng nanh. Đấy, nhìn rất là dữ anh em ạ. Đó. Bên trên này chúng ta có gì? Chúng ta có một bộ Audi A9 lưới này anh em này. Đấy, bộ Audi A9 lưới này. Bên này em có lắp đây là cái màu zin của X-Men nhá. Đã được em cắt đôi ra và em dán tem và em lắp vào hai bên. Cùng với đó là hệ thống 4 chiếc cúc áo này. Đấy, để tạo ra kiểu cánh gió khi động học. Rồi, đấy là theo những cái nhận xét của mình là như vậy. Rồi, tiếp theo lên trên này chúng ta có gì? Chúng ta có một bộ mắt mèo anh em ạ. Đấy. Nói chung là mình đã nói rất nhiều ở trong các cái video mà mình review xe rồi. Thì đây là một bộ combo mắt mèo. Có bốn mắt mèo này là lấy là đèn này là đèn của Exciter 150 này. Nhét vào đây là một đôi U7 lốc xoáy này. Đấy, U7 lốc xoáy này. Rồi, bên trên là combo màu của Exciter và màu của Lavic em nhá. Đấy. Một vài cái tem của Brembo này. Đó. Hai bên này thì em mới có lắp thêm hai cái phần cánh gió này. Đấy, bên cánh gió này. Rồi.
Thì chắc phần trước với phần đầu thì chúng ta tạm thế đã anh em ạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo nói chung là những cái phần nào mà nó không đặc biệt quá thì mình sẽ không nói đâu nhá. Phần bụng xe không có gì cả, chân trống thì chân trống zin anh em ạ. Gác chân thì đã được em ấy độ lại, em ấy tháo các chân zin ra và em ấy lắp gác chân. Gác chân này là từ khúc của ghi đông 5 khúc anh em nhá. Đấy, đã được em chế như kiểu các anh khác chế và lắp vào đây. Đó. Tiếp theo là về phần đằng sau, phần dàn chân sau. Dàn chân sau thì em ấy vẫn giữ cái thiết kế của nó thôi. Chắn bùn thì vẫn là chắn bùn zin, giữ chắn bùn zin. Động cơ zin. Lốp ở đây là vẫn lốp 90 trước sau như một. Đấy. Lốp này vẫn là của lốp Subex anh em nhá. Đây, lốp Subex này. Rồi. Phần ốp gấp đã được em ấy dán lại này. Đó. Ở đây em có lắp thêm một cái đèn L4 ngắn này để đằng sau này. Đấy, để đá đều đứa điền sau mình ấy. Đấy. Ở bên này thì có một cái gọi là gì nhỉ? Cán cờ anh em ạ. Đấy, một cái cán cờ. Đó. Phần bắt biển đã được em ấy chế cháo lại rồi anh em nhá. Em ấy cắt bắt biển zin đi và em lắp các bắt biển khác vào đây. Đấy, nhìn phần bắt biển rất là kiểu đau đầu anh em ạ. Đấy, đau đầu lắm. Đây nhá, bắt biển đây nhá. Chế đây nhá. Xong đây còn có đôi cánh này. Đấy, đôi cánh này thì chia sẻ với anh em là từ bộ các chân zin này. Đấy, xong rồi bắn vào đây này. Bắn vào đây, bắn biển vào đây này. Biển thì là biển biển gọi là biển tự chế thôi anh em ạ, không phải biển zin đâu. Đấy. Ở đây thì lại là một đôi cánh tiếp này. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đó chính là phần hai cái sừng này. Hai cái sừng này được làm từ một đôi tay phanh em nhá. Đấy, từ một đôi tay phanh này. Đèn hậu thì đèn hậu zin và em mới lắp thêm hai cái cánh gió sau để tăng phần khí động học này. Đó, kèm theo đó là hệ thống hai bên cúc áo, bốn mắt này. Đấy, bốn cúc áo này. Đó. Phuộc ở đây thì là phuộc lò xo đỏ anh em nhá. Phuộc zin thôi. Đã được em mới nâng gầm này. Nâng phuộc này. Đấy, để cho cao xe đi lên này. Đó. Bên này thì phần để chân thì vẫn là ghi đông 5 khúc rồi. Đấy, để chân ghi đông khúc. Yên thì vẫn là yên zin anh em nhé. Đây, yên zin theo xe. Đấy. Tay sách zin. Rồi. Có lẽ là chúng ta đến phần cuối cùng đi. Phần cuối cùng mình muốn nhắc đến đó chính là phần bàn thờ. Đấy. Bàn thờ anh em ạ. Đây. Ở đây chúng ta có một lối thiết kế bàn thờ rất là lằng nhằng. Ở đây chúng ta có bộ ghi đông gọi là 5 khúc anh em ạ. Đấy, đã được chế cháo lại và được rất nhiều khúc này khúc kia và rất là nhiều thứ để kết cấu vào anh em nhé. Đây còn có cái tròn tròn này để trang trí này. Rồi, bắn vào bộ ghi đông này chúng ta có thể thấy đây có hai cái pad này. Hai cái pad đỏ này của Zizoma này. Đấy, và được em lắp 4 quả trợ sáng này. Ở đây chúng ta có thể thấy đây có hai quả L4X này và hai quả L4 thường này. Đấy, hai quả L4 ngắn này. Đó. Bắn vào đó là một đôi gương năm cạnh của Zizoma đỏ anh em nhé. Đây, gương năm cạnh của Zizoma đỏ này. Có cả chống chói này. Đấy. Bên này thì là phanh phanh trước là phanh bình dầu. Thì đây bình dầu zin của nó đây. Tay phanh thì là tay phanh 6 số zin. Có thể điều chỉnh được các mức để phanh. Đấy. Bên này thì là tay phanh cơ em nhé. Đấy, tay phanh cơ. Tay phanh vẫn là 6 số thôi. Và đó là có em mới lắp thêm một đôi là cùm bảo vệ tay phanh ở đây này. Đấy, cũng màu đỏ luôn. Đấy, cho cả hai bên luôn. Rồi ok. Phần cuối cùng đi. Rồi cuối cùng thì chắc có lẽ là hệ thống công tắc điện. Hệ thống công tắc điện ở đây thì chúng ta vẫn có hệ thống công tắc điện zin thôi. Đấy. Hệ thống công tắc điện zin này. Thiết kế khá là hay, bật tắt này, gạt này, đấy, có cả nút giờ này. Đó. Bên này thì công tắc điện zin này. Đây là bật pha cốt này. Đấy, xi nhan này. Đó, pha cốt xi nhan này. Ở đây thì chúng ta có một cùng công tắc 5 nút này để bật hệ thống đèn này. Và kèm theo đó là một số các cái tem phượt anh em. Đấy, rất là yêu đi phượt đấy, rất là nhiều tem phượt luôn. Rồi. Nói chung là chiếc xe, tổng quan chiếc xe thì nó là như vậy thôi anh em ạ. Nó khá là hoàn chỉnh, khá là đẹp. Đó. Nhìn nó kiểu đồng bộ ấy, kiểu tất cả phun đỏ ấy đấy. Cho nên là mình phải gọi là gọi em lại và gọi là mượn xe em ấy để giao lưu ngay cho nó nóng. Đấy, chứ không tí em ấy về hết thì chết. Ok. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em một chiếc X-Men độ gao đỏ nha anh em nhá. Đây, mình xin nhắc lại là đây là gao đỏ đấy. Rồi. Anh em thấy sao? Cho mình biết ý kiến để lại ở phần dưới phần comment anh em nhá. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, share và ủng hộ mình trong các cái dự án và các cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye anh em, hẹn anh em các video tiếp theo. Bye bye.